biểu tình trước tòa đại sứ cộng sản việt nam ở thủ đô ottawa trước thảm họa ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân trong nước và cũng để đồng hành cùng đồng bào trong nước xuống đường phản đối thái độ vô trách nhiệm của nhà cầm quyền cộng sản việt nam vào ngày thứ Bảy 28 tháng 5 lúc 12 giờ trưa, Ủy ban yểm Trợ Phong trào Dân chủ Quốc nội Toronto đã phối hợp cùng với 23 hội đoàn và cộng đồng người Việt quốc gia Montreal, cộng đồng người Việt Ottawa, Liên hội người Việt Canada, tổ chức biểu tình trước Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam số 55 Mackay Street, Ottawa. Cuộc xuống đường lần này đã được sự hưởng ứng tích cực của đồng hương với gần 800 đồng bào tham dự. Các đại diện cộng đồng và thanh thiếu niên thuộc thế hệ trẻ đã lần lượt lên máy vi âm để hô to những khẩu hiệu đã đảo Cộng sản và tố cáo Hà Nội đã bưng bít thông tin không minh bạch trước hòa diệt vong. Những người biểu tình đã tuần hành quanh khu vực tòa đại sứ và sau đó đã tập hợp lại trước tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam tiếp tục cuộc biểu tình. Tiếp theo, đại diện các hội đoàn của các thành phố thay phiên lên phát biểu cảm tưởng và đặc biệt là ông David Gilgore, cựu phó chủ tịch quốc hội, Cựu bộ trưởng đặc trách Á châu Thái Bình Dương cũng đã có mặt và lên tiếng để ủng hộ tinh thần cho đoàn biểu tình. Cuộc xuống đường của cộng đồng người Việt Toronto, Montreal và Ottawa đã kết thúc vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày trong không khí ôn hòa, trật tự.